Hương Nguyễn là cái tên gây nhiều sự chú ý đối với cộng đồng mạng trong suốt thời gian qua. Nữ YouTuber chuyên làm video dành cho trẻ em đã khiến dư luận dậy sóng khi đăng tải đoạn clip có nội dung xin vía học giỏi. Đoạn clip này của Thơ Nguyễn đã vấp phải nhiều bình luận chỉ trích của cộng đồng mạng. Trước đó, cô từng vướng nhiều ồn ào khi xuất bản những video có nội dung được cho là không phù hợp với trẻ em. Sau khi bị chỉ trích, Thơ Nguyễn đã im hơi lặng tiếng hoàn toàn trên các phương tiện mạng xã hội. Nhiều người đã đồn đoán rằng sau khi chịu làn sóng phản đối của dân mạng, cô nàng đã từ bỏ công việc YouTuber. Tuy nhiên, vào ngày 27 tháng 4 vừa qua, nữ YouTuber bất ngờ đăng tải đoạn video chị Thơ đi thăm nông trại cún cực xịn ở Đà Lạt. Theo dòng mô tả trên YouTube, video này được đăng lại từ người quản lý kênh Thơ Nguyễn. Đoạn clip đã được quay từ trước và chưa từng được đăng trước đó. Cách đây không lâu, người quản lý YouTube Thơ Nguyễn tiết lộ anh đã từng cố gắng liên lạc thuyết phục Thơ Nguyễn quay trở lại làm YouTube, nhưng cô từ chối. Có lẽ sau những ồn ào vừa qua, cô nàng muốn từ bỏ công việc sản xuất video cho các em nhỏ. Hiện tại, đoạn clip trên đã thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, nhiều lượt bình luận chia sẻ trên mạng xã hội.